Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tại hôm nay của chúng tôi có nội dung như Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: ông Đoàn Ngọc Hải nổi giận vì bị mạo danh quyên tiền từ thiện. Bị một người mạo danh mình kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội, ông Đoàn Ngọc Hải đã cho biết rất là tức giận. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, trao đổi với báo chí, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định bản thân không sử dụng mạng xã hội để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện như thông tin đã nêu trên. Tôi rất tức giận trước sự việc trên. Hiện người mạo danh tôi đã nhắn tin xin lỗi và cho biết lỡ dại vì có hành vi trên, ông Hải đã nói như vậy. Trước đó trên mạng xã hội đã xuất hiện một tài khoản mang tên Đoàn Ngọc Hải. Người này đã đăng tải bài viết kèm theo số tài khoản của người nhận tiền có tên là Nguyễn Thanh Long, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, kêu gọi gửi tiền ủng hộ người nghèo vào số tài khoản trên. Một người dùng phát hiện sự việc đã bình luận cảnh báo để nhiều người khác không bị lừa. Trước đó trong cuộc trò chuyện với báo Giao thông, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết ông làm từ thiện bằng tiền túi của mình và một số bạn bè thân để gửi thêm, tuyệt đối ông không huy động từ nguồn khác. Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã rao bán chiếc ô tô Daihatsu cổ cùng 4 áo thi đấu có chữ ký của tuyển thủ Việt Nam với giá 4 tỷ đồng để làm từ thiện. Một doanh nghiệp ở Hải Dương đã mua những sản phẩm này của ông. Ông Đoàn Ngọc Hải là cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, được nhiều người biết đến khi ra quân xử lý dẹp vỉa hè. Sau khi bị trói chân và chiến dịch thất bại, ông đã cởi áo từ quan. Cũng trước đó, ông đã bán điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe với giá 2 tỷ đồng để xây nhà cho người nghèo ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi từ quan, ông Đoàn Ngọc Hải chạy marathon quyên góp tiền làm từ thiện và mua một xe cứu thương để chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây các bạn thấy không? Khi mà ông Đoàn Ngọc Hải á, mua xe cứu thương á, để chở người nghèo, nhiều người nói ông làm màu. Nhưng thật sự, nếu làm màu á, mà tốt như vậy thì những người khác hãy giỏi làm màu như ông đi. Và hôm nay ông lại bán luôn cả ô tô và các chiếc áo của mình. Từ những giống như là những tiền mà quyên góp tài sản của ông bán để ông làm từ thiện. Ai nói ông làm màu nữa thì cứ comment vào phần bên dưới nha. Để coi ai dám nói ông Đoàn Ngọc Hải làm màu. Một người như vậy, một vị lãnh đạo như vậy thì hiếm có tên giống như ở trong xã hội này. Chúng ta cần phải tuyên dương ông, cần phải giống như là ngưỡng mộ và ủng hộ tinh thần của ông. Chứ tại sao lại đi lừa dối rồi dạ mạo danh lại đi quyên góp tiền từ thiện. Những cái người đó như thế nào? Đặc biệt tên này nhắn tin xin lỗi ông Đoàn Ngọc Hải, vì chắc ta hắn ta cũng sợ á, nó là tôi lỡ dại chơi ngu thôi chứ thiệt, tóm cổ hắn ta chứ không phải chơi đâu. Rồi, cảm ơn các bạn.